Xin chào các bạn, mình là Bùi Trạch Hãn. Hôm nay mình tại Đại Han Studio sẽ cùng với Nguyễn Hồng Phúc và diễn viên Hy Lan sẽ giới thiệu với các bạn kỹ thuật chụp studio cơ bản. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn về những thiết bị cơ bản trong studio để các bạn có thể sử dụng. Về máy, các bạn có thể chọn cái ống kính của bản thân mình là chọn cái ống kính trên 50. Các bạn nên chọn ống kính tiêu cự trên 50mm để các bạn có thể khai thác được hình ảnh tốt trong studio. Ngoài ra thì chúng ta có trigger. Trigger thì các bạn có thể sử dụng trigger để kích đèn studio. Về đèn studio thì các bạn thấy đa số đèn trong các studio sử dụng là đèn chớp. Theo ý kiến mình, nếu các bạn tự mua cho mình một loại đèn studio thì các bạn nên lựa đèn studio trên 400W. Thì tại vì nhu cầu sử dụng của mình nó trên 400W thì bạn sẽ sử dụng được nhiều nhu cầu sử dụng hơn. Ở trong studio hiện nay thì người ta thường sử dụng 3 loại control ánh sáng, đó thứ nhất là softbox. Như các bạn thấy đây là softbox 60-90. Thì softbox 60-90 này là thông dụng nhất cho ánh sáng mịn và dễ sử dụng. Loại thứ hai là beauty disc. Beauty disc thì nó có nhiều kích cỡ, thì mỗi kích cỡ tạo ra cái độ phủ khác nhau và cho số lượng ánh sáng khác nhau. Và loại đèn phụ thường người ta sẽ sử dụng ánh sáng ven, ánh sáng softbox ven sẽ tạo ra những cái ánh sáng ven tóc hoặc là ánh sáng ven bên người để tắt người ra khỏi nhà. Ngoài ra thì các bạn lưu ý, trong studio thường sử dụng chân đèn và chân bung. Thì hai loại chân này đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, thì tạo cho các bạn khả năng xoay chuyển đèn để tạo hướng ánh sáng như ý. Khi các bạn chụp cái đèn studio thì các bạn nên lưu ý là trên đèn studio luôn luôn có một cái ánh đèn vàng. Có nhiều bạn cho rằng đó là ánh đèn dùng để lấy nét. Đó đúng là để hỗ trợ lấy nét, nhưng mà nó có một tính năng rất là quan trọng. Đó là với cái ánh đèn vàng đó thì khi các bạn set đèn, các bạn sẽ cảm nhận được phần nào hướng ánh sáng của đèn. Và từ đó các bạn sẽ dễ dàng quyết định cái góc độ đèn của mình hơn. Quy trình làm việc cơ bản với đèn studio đó là trước tiên các bạn phải chọn cho mình nguồn sáng chính, gọi là key light. Thì nguồn sáng chính ở trong trường hợp này mình chọn chính là đèn beauty disc. Sau khi các bạn xét được nguồn sáng chính thì các bạn hãy chụp thử để mình cảm nhận xem là ánh sáng chính trong cái đồ hình của mình đã đạt yêu cầu chưa. Và sau đó các bạn mới xét những nguồn sáng phụ khác. Trong trường hợp này đã tới chính là nguồn sáng bên. Thì sau đây mình sẽ minh họa thử với các bạn. Vừa rồi thì mình đã minh họa với các bạn cho cái hình với một đèn Keylight. Thì các bạn sẽ thấy là hình của chúng ta đã có được cái độ sáng nhất định theo ý đồ mong muốn của mình và cái nền đã có vừa đủ tối. Thì lúc này cái hình này chúng ta nó vẫn còn hơi đơn điệu, thì chúng ta sẽ thêm vào ánh sáng phụ là nguồn van light để cho cái hình của mình nó trở nên độc đáo hơn. Sau khi các bạn set xong được đèn van light thì các bạn phải bắt đầu chụp thử để thiết lập van light sao cho vừa ý. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về kỹ thuật chụp studio rất là đơn giản. Thì các bạn nên lưu ý là các bạn chụp studio các bạn nên để khẩu độ nhỏ, tức là khẩu 8, 11, vân vân, để các chi tiết hình ảnh của mình sẽ lên rõ ràng hơn. Nếu mà các bạn có nhu cầu chụp ảnh studio nhưng chưa tự tin lắm vào khả năng setup của mình, các bạn có thể đến studio của mình tại số 65 Lê Thắng thì mình sẽ cùng các bạn thực hiện các bộ ảnh sao cho như ý. Thì xin được cảm ơn Nguyễn Hồng Phúc, diễn viên Hy Lan và tập thể ekip đã cùng mình thực hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.